chợ nước thì chuyện này em hỏi mình cái gà ăn anh em gà không ăn làm sao ha, để mình chỉ anh em gà không ăn nha, đây là đút cho nó ăn luôn anh em ơi, đút cho nó ăn anh em coi nha, đây nè chỉ cho đó, gà không ăn là làm vậy nè, mình chỉ đâu mình đút nó ăn không á, nếu mà đút nó ăn cho nó ốm luôn nè, con gà xíu thấy không, mình làm vậy nè chứ mình đâu có giúp cho gà nó ăn nào đâu, nó không ăn đâu, là cái gì mình đút nó ăn nha, nuôi gà với thương gà nha anh em nha, nuôi gà với thương gà nha, nhớ nha đó, nuôi gà cực khổ lắm, hai bà con không ăn thì đút về nè, thấy ngồi gì cũng ngồi tơi vợ luôn đó nè. Rồi cho hết này luôn cho anh em coi nha, hết này nè. Rồi anh em nó có ngại anh em hỏi gà không ăn hoài á. Thương hơi thương con nữa đó hả? Đó, gà mới thương chứ. Anh em mà nuôi gà bỏ bê lại gà đá không có lực anh em, rồi anh em khỏi tới chốt bây giờ á. Thương nó mới thương là mình ha. Vậy nè, gà nó mà nó mới lên anh em chứ anh em không ăn. Gà không ăn cái anh em chích thuốc hoài cái gà nó chết luôn. Nó đâu có ăn đâu. Mình đút nó vậy nè, nó mới lên. Chạy nuôi gà cứ khổ chứ đi, gà nó kiếm tiền cho mình nha anh em. Nó dài mua quá. Nó dài mua quá không có làm clip gì trên á. Mà trình thủ ở phòng làm miếng tóc cho anh em câu chơi. Cái cách mà mình nuôi gà không ăn. Cái anh em nhiều anh em điện hỏi hoài, gà không ăn sao tính rồi hoài. Đó là không ăn mình làm vậy nè. Đó nè. Mình coi con gà như vợ mình đi là con gà kiếm tiền cho mình nè. Đừng bỏ lại nè. Ủa không phải cho nó ăn lúa ăn gì vậy? Ủa cốc. Cốc lúa được luôn hả? Đầy đủ hả? Giấu cái chung kìa. Giấu cái nít cho chung á, đó. Trời đó, là gà không ăn nè. Vậy là xong đó. Không ăn là làm vậy đó nghe anh em. Chào anh em nha.